Thân chào đến các bạn đang đồng hành cùng TuneIn Podcast. Hy vọng mọi điều tốt đẹp luôn đến với chúng ta. Chắc các bạn đã nghe đoạn ghi âm tường thuật về chuyến đi chơi xa của mình từ miền Bắc Việt Nam ra đến miền Nam Việt Nam và tuần cuối cùng mình nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc trước khi mình về lại Na Uy. Trong đoạn cảm nghĩ và cảm xúc của mình có nói về tuổi trung niên là độ tuổi mà mình đang rất lo âu. Mình có tham khảo qua một người cô của mình ở bên Mỹ và mình cũng tự tìm hiểu qua sách, báo. Dù rằng mình đã từng học 2 năm trung cấp trong ngành dịch vụ chăm sóc và xã hội học. Bởi vì cuộc sống đơn phương mà không có bạn thân cũng như gia đình quyến thuộc không ở gần bên mình cho nên nỗi lo âu khó diễn tả. Nhưng hôm nay mình tìm được một bài viết từ một người Nhật Bản. Mình đã dịch sang tiếng Việt và tường thuật nguyên bài viết của tác giả cho các bạn cùng nghe nhé. Bài viết nói về hiểu các giai đoạn trong cuộc đời của phụ nữ để nâng cao thực hành của bạn. Bài viết từ Yuko Tetsuya. Các giai đoạn trong cuộc đời và sự phát triển trí tuệ. Thông tin hiện tại về sức khỏe của những bà mẹ và trẻ em. Bằng tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt. Trừu tượng. Sự liên tục của cuộc đời, một cá nhân có thể được chia thành nhiều giai đoạn trong cuộc đời. Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi những đặc điểm nhất định, cùng với những thay đổi đáng kể về nội tiết tố. Các giai đoạn trong cuộc đời của phụ nữ thường được chia thành thời thơ ấu, tuổi dậy thì, tuổi sinh sản, thời kỳ mãn kinh và tuổi già. Ngoài ra, giai đoạn mang thai và sinh nở thường được coi là những sự kiện trong đời chỉ có ở phụ nữ. Tình trạng sức khỏe trong một giai đoạn cụ thể, sau đó nó ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo. Xã hội Nhật Bản đã thay đổi rất nhiều trong nửa thế kỷ qua và cuộc sống của phụ nữ hiện nay khác nhiều so với thế hệ trước. Điều quan trọng là phải chú ý đến khía cạnh tâm lý xã hội và sức khỏe của phụ nữ, vì luôn phản ánh sự hiểu biết đó trong thực hành lâm sàng và kết hợp một cái nhìn toàn diện vượt ra ngoài các vấn đề y sinh. Với mục đích này, cần phải hiểu vai trò của phụ nữ trong bối cảnh các yếu tố văn hóa xã hội cũng như các đặc điểm thể chất đặc trưng của từng giai đoạn, tuổi, kiểm tra nền tảng xã hội và tinh thần của bệnh nhân. Kiến thức về khuôn khổ, nó phức tạp hơn của các giai đoạn trong cuộc đời, nó giúp ta hiểu sâu hơn về sự đồng cảm và cũng là manh mối để phát hiện ra các vấn đề tiềm ẩn cho các giải pháp bất ngờ. Thái độ hỗ trợ, thấu hiểu từ bác sĩ có thể giúp cải thiện sức khỏe của bệnh nhân nữ. Từ khóa, các giai đoạn trong cuộc đời. Sức khỏe. Kỳ vọng, văn hóa xã hội. Vai trò giới. Sức khỏe tâm thần. Việc hiểu các giai đoạn trong cuộc đời giúp bạn như thế nào. Sự liên tục của cuộc đời cho một cá nhân có thể được chia thành nhiều giai đoạn trong cuộc đời, với những đặc điểm nhất định, đặc trưng cho từng giai đoạn. Tâm lý học phát triển và nhận ra các chủ đề đặc trưng cho từng giai đoạn, nó thay đổi theo độ tuổi. Ví dụ, một trong những chủ đề phát triển dành cho người cao tuổi bao gồm sự thích nghi với tình trạng suy giảm thể lực và sức khỏe, và sự thích nghi với cái chết của người phối ngẫu. Việc nắm bắt các khái niệm về các giai đoạn của cuộc đời, nó rất hữu ích trong việc hiểu được tình trạng và vị trí của người khác. Nhưng bác sĩ lâm sàng hiểu các giai đoạn cuộc đời của phụ nữ, nó có ý nghĩa gì? Về mặt sinh học, các giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ điển hình được chia thành thời thơ ấu, tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên, trưởng thành về giới tính, tuổi sinh sản, thời kỳ mãn kinh và những năm sau mãn kinh, cao tuổi. Một số giai đoạn bao gồm những biến động trong môi trường nội tiết tố, cũng như các sự kiện cuộc sống dành riêng cho phụ nữ, cụ thể là mang thai và sinh nở. Các nội tiết tố tương tác với nhau và kiểm soát chu kỳ rụng trứng trong trục thời gian kéo dài hay ngắn của chu kỳ kinh nguyệt. Và không có gì lạ khi những thay đổi nội tiết tố như vậy gây ra một số dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt. Các bác sĩ lâm sàng đã được thông báo đầy đủ về các tình trạng
y tế phổ biến ở phụ nữ. Họ đưa ra chẩn đoán và điều trị phân biệt. Luôn ghi nhớ sự khác biệt về giới tính, về tần suất và kiểu bệnh. Ngoài ra, và không có gì lạ, khi các bác sĩ lâm sàng xem xét các giai đoạn sống của từng bệnh nhân trong khi họ theo dõi bệnh mãn tính. Các điểm cần quan tâm trong thực hành lâm sàng thì đương nhiên khác nhau giữa các bệnh nhân nữ. Và còn tùy thuộc vào giai đoạn mà họ đang ở độ tuổi dậy thì hay ở độ tuổi sinh sản khi họ mong muốn có con hoặc người già. Cơ sở chung của thuật ngữ, sự khác biệt giới tính trong y học đang tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu ở các đối tượng nữ. Bao gồm việc tích lũy, các phát hiện lâm sàng, phát triển các hướng dẫn liên quan và phương pháp điều trị bằng thuốc dựa trên sự khác biệt giới tính. Mặt khác, để xem xét các vấn đề sức khỏe phụ nữ từ một quan điểm rộng hơn. Ngoài các vấn đề y sinh học và các khía cạnh tâm lý xã hội thì cần phải hiểu rõ hơn về các đặc điểm thể chất của phụ nữ trong từng giai đoạn cuộc đời và vai trò của họ trong bối cảnh văn hóa, xã hội để hiểu nền tảng tinh thần và xã hội của họ. Các vấn đề sức khỏe khác nhau có thể phát sinh từ sinh kế của từng giai đoạn. Một số biểu hiện dưới dạng các triệu chứng thực thể. Bởi vì tình trạng sức khỏe trong một giai đoạn ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo, nên việc có kiến thức về khuôn khổ của các giai đoạn trong cuộc đời có thể mang lại sự hiểu biết đồng cảm sâu sắc hơn cho bác sĩ lâm sàng và dẫn đến việc phát hiện ra các vấn đề hoặc giải pháp tiềm ẩn. Đối với một bác sĩ muốn chăm sóc bệnh nhân nữ theo nhu cầu của họ thì sự hiểu biết về vị trí và vai trò của phụ nữ ở mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ hữu ích trong thực hành hàng ngày và hỗ trợ bệnh nhân. Những thay đổi lớn đã xảy ra trong xã hội vào nửa thế kỷ qua và cuộc sống của phụ nữ đã thay đổi rất nhiều so với thế hệ trước. Tuổi thọ đã tăng lên ở cả nam và nữ. Sự phổ biến của giáo dục đại học và những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân đã làm gia tăng số lượng người không kết hôn hoặc kết hôn muộn hơn, thường gây ra sự chậm trễ trong các sự kiện và trong các giai đoạn của cuộc đời. Mặt khác, thời điểm bắt đầu dậy thì và thời điểm quan hệ tình dục lần đầu diễn ra ở độ tuổi ngày càng thấp, cùng với tỷ lệ sinh giảm, xu hướng xa rời hộ gia đình qua nhiều thế hệ đã khiến vai trò của gia đình có những thay đổi. Tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, nhưng phụ nữ đã từng là nội trợ toàn thời gian vẫn khó tìm được công việc hay có điều kiện tìm được công việc tốt. Do đó, nhiều hộ gia đình có cha hay mẹ là phụ nữ đơn thân thường phải chịu cảnh kinh tế khó khăn. Tình hình kinh tế xã hội gần đây được đặc trưng bởi tăng trưởng tiền lương trì trệ, giảm quy mô doanh nghiệp và tăng số lượng lao động tạm thời hoặc bán thời gian đã thúc đẩy quan điểm tích cực đối với việc sử dụng lao động nữ. Tuy nhiên, số lượng phụ nữ có công việc tạm thời tăng nhanh và vẫn còn khoảng cách lớn về thu nhập giữa lao động nam và lao động nữ. Ý tưởng về vai trò giới tính cố định vẫn tồn tại dai dẳng ở Nhật Bản, đặt gánh nặng trong công việc gia đình và nhiệm vụ nuôi dạy con cái lên vai phụ nữ nhiều hơn. Trong lĩnh vực chăm sóc cha và mẹ già tại nhà, 80% các trường hợp này được báo cáo là do phụ nữ đảm nhận. Nói chung, phụ nữ dành phần lớn cuộc đời để chăm sóc người khác, đầu tiên là cha và mẹ già, sau đó là vợ hay chồng. Tại Nhật Bản, đạo luật cơ hội việc làm bình đẳng được ban hành năm 1985 và sửa đổi năm 1997, cùng với luật cơ bản cho xã hội bình đẳng giới được ban hành năm 1999. Một khuôn khổ cơ bản cho bình đẳng giới đã được xây dựng trong xã hội Nhật Bản. Nhìn chung, phụ nữ bây giờ có nhiều lựa chọn hơn trong cách sống so với trước đây. Tuy nhiên, và trên thực tế thì bình đẳng giới chưa được thiết lập đầy đủ trong các lĩnh vực chính trị và hành chính công, trong môi trường làm việc và trong các hộ gia đình. Thay vào đó, xét đến việc xã hội hiện nay cho phép phụ nữ học lên cao dễ dàng hơn và có nhiều lựa chọn hơn trước đây, một số phụ nữ có xu hướng cảm thấy không hài lòng
là lỗi của họ. Người ta đã chỉ ra rằng, ở mỗi giai đoạn, trong cuộc đời và trong suốt cuộc đời của họ, một người phụ nữ có kỳ vọng họ sẽ có được những phẩm chất văn hóa xã hội nhất định như quan tâm đến người khác, chu đáo, thái độ hợp tác và không bạo lực, dịu dàng và tử tế. Vai trò đó ảnh hưởng đến mức độ hài lòng và tự do đưa ra những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời của một người phụ nữ. Khi họ đưa ra quyết định liên quan đến sự nghiệp, cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và chăm sóc cho các thành viên khác trong gia đình. Nhìn lại những cảnh thực hành lâm sàng, nhiều bác sĩ có thể nhận thấy rằng những nhận xét chủ ý hoặc sự cân nhắc tích cực đã làm tăng sức khỏe của bệnh nhân nữ. Thái độ hỗ trợ của thầy thuốc là để hiểu được lối sống đa dạng của phụ nữ, nhận ra những khó khăn mà họ gặp phải và hỗ trợ họ. Đó là điều không thể thiếu trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nữ đến khám tại các cơ sở y tế. Tiếp theo, thảo luận về các đặc điểm tinh thần, thể chất và địa vị xã hội trong từng giai đoạn trong cuộc đời của phụ nữ, cũng như sự tham gia của các bác sĩ. Các vấn đề sức khỏe trong các giai đoạn cuộc sống khác nhau. Tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên. Tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên gần tương ứng với lứa tuổi của học sinh từ phổ thông cơ sở đến đại học. Nửa đầu của thời kỳ này có thể được gọi cụ thể là tuổi dậy thì và nửa sau là tuổi vị thành niên. Ý thức về giá trị của một người được phát triển trong giai đoạn này. Nhà tâm lý học Erik Erikson đã tuyên bố trong lý thuyết vòng đời của ông ta rằng con người thiết lập danh tính của mình trong giai đoạn này thông qua những xung đột lặp đi và lặp lại giữa việc theo đuổi lý tưởng và những thất vọng khác nhau. Những thay đổi trong xã hội gần đây bao gồm sự phát triển nhanh chóng của xã hội Internet, sự phổ biến của điện thoại di động, thông tin quá mức, căng thẳng gia tăng và những thay đổi trong vai trò của gia đình. Tất cả đã gây ra nhiều ảnh hưởng không lường trước được đối với các cá nhân trẻ trong giai đoạn này và cách họ xây dựng mối quan hệ với những người khác. Độ tuổi có kinh lần đầu đang có xu hướng giảm xuống, dao động trong khoảng 12 đến 13 tuổi. Mặt khác, xu hướng quan hệ tình dục sớm ngày càng tăng đã gây ra sự gia tăng đáng kể cho các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các trường hợp mang thai, nạo thai, phá thai ở lứa tuổi thanh thiếu niên và các bà mẹ đơn thân hay chưa lập gia đình ngày càng phổ biến. Các vấn đề về tinh thần trong giai đoạn bất ổn, đầy xung đột và bối rối này. Nó có thể được thể hiện bằng hành động, bộc phát hoặc somatization, có thể biểu hiện như chứng sợ con người, rối loạn, ám ảnh, cưỡng chế, rối loạn, tâm thần hoặc rối loạn, ăn uống. Các cá nhân ở tuổi dậy thì thường không hoàn toàn có khả năng mô tả chính xác các triệu chứng, thể chất hoặc diễn đạt bằng lời hay cảm xúc và tình cảm của họ. Họ cũng ít cởi mở hơn với các nhân vật có thẩm quyền, bao gồm cả các bác sĩ, đó là đặc điểm của thời kỳ đặc biệt này. Nhìn chung, các đối tượng trong độ tuổi dậy thì chỉ đến các cơ sở y tế vì những bệnh lý nhất thời như cảm cúm, chấn thương nên không dễ hình thành mối quan hệ bền vững trong chăm sóc ngoại trú. Vì thời gian tư vấn khá hạn chế, bác sĩ sẽ rất khó giải quyết các khía cạnh tâm lý xã hội của họ và truyền đạt thông tin tình dục chính xác và cần thiết để nâng cao sức khỏe ở độ tuổi này. Tuy nhiên, các bác sĩ nên cố gắng tận dụng những cơ hội hạn chế để giao tiếp với bệnh nhân ở tuổi dậy thì. Thành thục sinh dục, tuổi sinh sản. Từ cuối tuổi thiếu niên đến giai đoạn tiền mãn kinh, cuối thập niên 40 là giai đoạn trưởng thành về giới tính hay còn gọi là tuổi sinh sản. Nửa đầu của giai đoạn này là xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người khác sau khi thiết lập danh tính và do đó việc tham gia vào xã hội là rất quan trọng. Một cá nhân trong giai đoạn này đảm nhận một công việc mà người ta có thể tham gia và được yêu cầu đưa ra nhiều quyết định khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình. Phụ nữ trong giai đoạn này có thể phải hoàn thành một số vai trò liên quan đến hạnh phúc gia đình, các mối quan hệ cá nhân, giáo dục con cái và
và chăm sóc các thành viên khác trong gia đình. Trong khi tìm kiếm sự hoàn hảo, thì một số họ trở nên kiệt sức và rơi vào hội chứng nữ siêu nhân. Mặc dù đó là giai đoạn ý nghĩa nhất, tràn ngập sự sáng tạo trong cuộc sống, và đó cũng là giai đoạn mà danh tính của một người bắt đầu được xác định lại. Trong giai đoạn trưởng thành này, những thay đổi sinh lý đặc trưng của phụ nữ là rối loạn kinh nguyệt và các bệnh về tử cung hoặc buồng trứng. Sự gia tăng tần suất kinh nguyệt trong đời do những thay đổi gần đây trong lối sống của phụ nữ, giảm thời kỳ trong kinh liên quan đến mang thai được báo cáo là một yếu tố nguy cơ gây lạc nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng. Trong kinh do u xơ tử cung có thể dẫn đến thiếu máu, cần đến bác sĩ nội khoa. Hội chứng tiền kinh nguyệt, đau bụng kinh và các vấn đề tránh thai là những chủ đề mà bệnh nhân nữ có thể khó nói. Một bác sĩ với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính nên có thái độ hỗ trợ đối với những bệnh nhân như vậy và giới thiệu họ đến các bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết. Những nguy cơ sức khỏe do nghiện hút thuốc hoặc uống rượu cũng cần được chú ý cho lời khuyên và giới thiệu về các nguồn lực sẵn có để nuôi dạy trẻ và chăm sóc người khác có thể hữu ích. Thời kỳ khí hậu. Vào lúc này hay 5 năm trước và sau khi mãn kinh được xác định là thời kỳ mãn kinh và một người phụ nữ được cho là đã đến tuổi mãn kinh khi không có kinh nguyệt trong vòng 12 tháng liên tiếp. Điều này thường xảy ra vào giữa những năm 40 đến giữa những năm 50. Giai đoạn này thường trùng với thời điểm con cái rời khỏi nhà, nhu cầu chăm sóc cha và mẹ già. Họ thay đổi trong mối quan hệ với chồng do mất mục tiêu chung như vợ chồng hoặc bệnh tật của người chồng. Do đó, cô ta mất động lực trong cuộc sống, suy nhược tinh thần và mệt mỏi về thể chất. Nó có thể tích tụ lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ. Một số họ thậm chí trở nên trầm cảm lâm sàng, đối mặt với những hạn chế về thể chất và cảm giác không còn thời gian. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ đã tăng lên nhanh chóng và do đó, tỷ lệ mắc các bệnh nội khoa đặc trưng cho phụ nữ sau mãn kinh cũng tăng lên. Giảm bài tiết estrogen từ buồng trứng làm gây ra các triệu chứng vận mạch bao gồm bốc hỏa, đổ mồ hôi bất thường và chóng mặt. Các triệu chứng tâm thần như thay đổi tâm trạng cũng có thể xảy ra, cũng như tiểu không tự chủ và đau nửa đầu. Mặc dù mức độ nghiêm trọng khác nhau, một số tình trạng bệnh lý phát triển được gọi là rối loạn mãn kinh tùy thuộc vào các yếu tố, tính cách và đặc điểm môi trường xã hội có thể cần điều trị y tế. Khi thiếu hụt estrogen, loãng xương do tăng hủy xương, tăng cholesterol máu do giảm thụ thể LDL và xơ vữa động mạch có thể tiến triển. Những bệnh này cũng liên quan đến thói quen và lối sống, nên kêu gọi và can thiệp tích cực. Các vấn đề sức khỏe cần quan tâm của phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh chuyển sang tầm soát ung thư vú, ung thư tử cung cùng với việc phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh tiềm ẩn để giúp bệnh nhân chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Đối với phụ nữ ở độ tuổi này, có thể khuyên họ nên tận hưởng những sở thích và giúp họ tìm cơ hội đóng góp cho cộng đồng. Điều quan trọng nữa là bệnh nhân phải duy trì mức độ tập thể dục phù hợp, thiết lập mạng lưới trong cộng đồng và đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khi cần thiết. Những năm hậu, khí hậu, cao tuổi. Trong giai đoạn này, chức năng buồng trứng gần như kết thúc và các vấn đề liên quan đến lão hóa bắt đầu phát triển. Những người ở độ tuổi này trải qua sự mất mát của những người thân thiết và nhận thức được sự suy giảm về thể chất và trí nhớ của chính họ. Các vấn đề tài chính cũng như các yếu tố xã hội như cần được chăm sóc hoặc sống một mình cũng gây ra những vấn đề đáng kể. Vì họ cảm thấy lo lắng về các triệu chứng bệnh tật thể chất của họ hay họ lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi tuổi già. Chấp nhận sự già đi hay cái chết của chính mình và chinh phục các vấn đề tinh thần của bản thân là những chủ đề quan trọng trong giai đoạn này. Mọi người nhìn lại cuộc sống của chính họ và chấp nhận quá khứ hoặc cố gắng lấp đầy những khoảng trống. Bệnh nhân cao tuổi thường có nhiều bệnh lý hơn và thường xuyên đến các cơ sở y tế. Nguy cơ mắc bệnh tim và mạch máu não ở phụ nữ
và nam giới là như nhau. Khả năng phát triển khối u ác tính tăng lên. Khi chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, cũng cần chú ý đến tình trạng dinh dưỡng của họ. Có hay không có rối loạn cơ quan cảm giác như giảm thị lực hoặc thính giác, chứng khó nuốt và nguy cơ té ngã, bên cạnh các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhân khiến họ phải đi khám và cần tư vấn y tế. Ngăn ngừa té ngã là rất quan trọng. Các tình trạng như tiểu không tự chủ, tăng tần suất đi tiểu, sa tử cung và đau hoặc khó chịu do viêm teo âm đạo có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nhưng những vấn đề như vậy, bệnh nhân khó nói nên thầy thuốc phải chủ động hỏi họ. Kiểm tra chứng mất trí và trầm cảm một cách thường xuyên cũng rất quan trọng. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc sống của bệnh nhân và lắng nghe những ký ức của họ. Cũng nên nói chuyện với bệnh nhân trong khi họ có khả năng tự đưa ra quyết định về mức độ họ muốn được điều trị nếu họ phát triển một tình trạng nghiêm trọng. Trong những năm gần đây ở Nhật Bản, chúng ta đang chứng kiến nhiều tình huống. Trong đó, một người già đang chăm sóc vợ hay chồng của mình, chăm sóc người già đến người già, hoặc một bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ đang chăm sóc một thành viên trong gia đình bị mất trí nhớ. Để đối phó với sự lo lắng và khó khăn liên quan đến người già neo đơn, cần có nhiều hỗ trợ xã hội, bao gồm hợp tác cộng đồng và tích cực sử dụng các dịch vụ phúc lợi. Các bác sĩ nên làm quen với kiến thức về các nguồn lực xã hội sẵn có, đồng thời hỗ trợ để duy trì sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những người chịu gánh nặng chăm sóc liên tục cho người cao tuổi là một yếu tố quan trọng cần xem xét đối với sức khỏe của bệnh nhân cao tuổi. Bạo lực đối với phụ nữ và hạnh phúc của phụ nữ. Lạm dụng và bạo lực gia đình, dịch vụ. Bạo lực đối với phụ nữ có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Được biết, các nạn nhân của bạo lực bao gồm tấn công tình dục và lạm dụng trẻ em thường bị biểu hiện nghiêm trọng lâu dài với các triệu chứng trầm cảm và các triệu chứng thể chất đa dạng. Nếu một bệnh nhân trưởng thành bị đau mãn tính hoặc có các triệu chứng thể chất không xác định, luôn phàn nàn về các triệu chứng đó hay không đáp ứng với điều trị, hoặc bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng vượt quá mong đợi, thì phải xem xét khả năng một số hình thức lạm dụng trong quá khứ. Bác sĩ nên thực hiện sự hiện diện của các triệu chứng một cách nghiêm trọng, gửi thông điệp rằng họ hiểu mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân và hỏi về sự thật một cách cởi mở, với thái độ không thiên vị. Ngay cả khi việc lạm dụng đã xảy ra trong quá khứ, thì sự chú ý của bác sĩ có thể giúp bệnh nhân phục hồi sức lực và họ tìm hạnh phúc của chính họ. Bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục không phải là những vấn đề bất thường chỉ xảy ra với một số người. Ngoài ra, vấn đề lạm dụng người cao tuổi đã nổi lên trong những năm gần đây. Những vấn đề này có liên quan chặt chẽ đến hạnh phúc của phụ nữ. Các cơ sở y tế được yêu cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện và điều trị nạn nhân, cũng như cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền. Nhận thức được các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chú ý đến các tình huống và hoàn cảnh của phụ nữ, nó có thể giúp các bác sĩ nhận ra các vấn đề mà lẽ ra họ có thể dễ dàng bỏ qua. Một nhận xét hữu ích và lời khẳng định tử tế từ bác sĩ có thể giúp cải thiện sức khỏe của bệnh nhân nữ. Thân chào! Ngày 24 tháng 4, 2023.